nó thì tắt điện luôn. Đứng ở chỗ cũ đây, đứng ở chỗ cũ này. Thank you.
cầm việc đi. Này bạn đứt xong rồi rồi đâu đây. Thì đây con ơi, cho vào bàn thằng này. Bạn bỏ hết đồ rồi chưa? Bạn có biết đồ rồi. Đứng đây này. Cô ơi, bánh chưa mua rồi cô? Bánh chưa thu quên.